Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Chuyện Quái Đản, ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên sân khấu. Trong bốn vị trí của tứ trụ triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, thì có thể nói chức Chủ tịch Quốc hội là thấp cổ bé họng nhất. Chức này đang được là hữu danh vô thực, cùng với chức Chủ tịch nước thì chức Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền. Quốc hội được xem là lá sân khấu bởi nơi đây toàn là đảng viên Đảng Cộng sản, hầu hết trong họ là kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Có người vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là quan chức ngành tư pháp. Có người vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là quan chức trong nhánh hành pháp, vân vân. Tất cả những người này, họ chỉ đại diện cho cơ quan của họ để làm luật, và họ dùng luật đó để quản lý dân trong quyền hạn của mình. Nói chung, Quốc hội là nơi quy tụ những người vừa đá bóng, vừa thổi còi. Nơi đưa ra các ý tưởng và buộc các cơ quan khác phải thực thi là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị có gồm 18 người, chi phối 200 ủy viên Trung ương Đảng và chi phối hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Ngoài Bộ Chính trị thì không có cái gọi là cơ quan quyền lực cao nhất nào cả. Quốc hội được Đảng Cộng sản Việt Nam gán cho nghĩa từ cơ quan quyền lực nhất nước. Đó chỉ là trò lừa gạt lòng tin của hàng trăm triệu người dân như những kẻ lừa đảo mà chúng ta vẫn hay bắt gặp ngoài đời. Thực chất, những cuộc họp quyết định những chính sách, những thay đổi nhân sự là kỳ họp hội nghị trung ương, chứ không phải là kỳ họp quốc hội. Cho nên, quốc hội chẳng khác gì sân khấu để diễn kịch. Đây là hình ảnh dàn diễn viên cho vở diễn bầu cử quốc hội tốn hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Đây chính là tiền của người dân đã bị mất đi cho đảng. Vào ngày 20 tháng 7, ông Vương Đình Huệ đã lên sân khấu diễn tiếp vở kịch nhậm chức sau khi hơn 500 diễn viên với cái tên gọi là đại biểu quốc hội diễn vở kịch bầu bán. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, tại kỳ họp quốc hội khóa 14, sau khi đại hội đảng đã biết ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, thì kỳ họp lần thứ 15 của quốc hội khóa 14 đã diễn ra vở kịch bầu ông Vương Đình Huệ thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội rồi. Ai cũng biết là ông Vương Đình Huệ sẽ là chủ tịch quốc hội ít nhất là 5 năm, thì bây giờ Đảng Cộng sản cho diễn kịch bầu ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch quốc hội để làm gì nữa. Vậy mà Đảng Cộng sản vẫn cứ diễn, họ vẫn xem dân chúng là con lừa hết. Và vở kịch đáng xấu hổ đã diễn ra như thế nào? Ở sân khấu kịch này, dân biết Đảng diễn kịch, Đảng biết họ diễn kịch, và các quan chức Đảng Cộng sản họ cũng biết là họ đang diễn kịch. Thế nhưng vở kịch cứ diễn, mặc định là bầu cử và mang tiếng là dân chủ, là họp quốc hội. Đảng xem dân như con lừa, dân biết Đảng xem họ là con lừa. Tuy nhiên, dân vẫn giả vẻ như họ là con lừa thật và vẫn chấp nhận những vở kịch giả tạo ấy. Toàn bộ đất nước Việt Nam, nó là vở kịch để dối trá lẫn nhau. Và việc ông Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu và nhậm chức trước đó 3 tháng diễn lại vở kịch cũ cho thấy những người đảng viên Đảng Cộng sản, mà cụ thể là ông Vương Đình Huệ, có gương mặt rất dày. Đóng những vở kịch nhàm chán để lừa dân, nhưng ông ta vẫn ung dung, vẫn bắt tay chúc mừng và mặt không có một chút ngượng ngập nào. Nhưng người dân rất hiểu những chuyện lừa dối này của Đảng. Đây là hình ảnh lần thứ 2 diễn viên Vương Đình Huệ diễn vở kịch nhậm chức trong vòng có 3 tháng. Sau khi được Quốc hội khóa 15 diễn vở kịch bầu cử Chủ tịch Quốc hội trong Vương Đình Huệ trong nhiệm kỳ mới, thì báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đăng bài chúc mừng ông tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại sân khấu vở kịch hội trường Ba Đình, ông Vương Đình Huệ trong bộ veston bóng bẩy đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp một cách giả tạo. Trước đó, tại kỳ họp cuối cùng của khóa 14, ông Vương Đình Huệ từng tuyên thệ khi được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 14 với gương mặt cũng giả tạo y hệt như thế. Ngoài ông Vương Đình Huệ được bầu nhậm chức theo kịch bản, thì các diễn viên tiếp theo cũng nối tiếp diễn nốt những bản kịch mà Đảng đã viết sẵn trong kịch bản của mình. Được biết, tiếp theo sẽ là đến lượt ông Thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông này được ông Vương Đình Huệ diễn vào kịch đề cử. Trước khi ông Vương Đình Huệ giới thiệu, người ta biết chắc rằng ông này sẽ được Quốc hội bầu và chắc chắn trúng cử chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15 với số phiếu cao ngất ngửa. Và lời giả dối của ngôi sao sân khấu diễn viên Vương Đình Huệ đất nước này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm dụng ra sao? Lá cờ đỏ sao vàng và Đảng Cộng sản Việt Nam chưa một lần trưng cầu dân ý, nhưng họ đã gắn ghép là lá cờ Tổ quốc. Thực chất đây là lá cờ của chính quyền Cộng sản, còn lá cờ nền đỏ có búa liềm là cờ của Đảng. Lá cờ đỏ sao vàng chỉ thiêng liêng với người Cộng sản và những dư luận viên cuồng chế độ này mà thôi. Lá cờ này
không phải là lá cờ dân chọn nên nó không thiêng liêng gì với người dân cả. Tại buổi tuyên thệ nhận chức, ông Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Vương Đình Huệ có đọc lời thề rằng: dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thực ra thì chẳng có nhân dân nào giao phó được cho ông Vương Đình Huệ cả. Ông Huệ đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định làm Chủ tịch Quốc hội thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó cho ông, chứ chẳng có người dân nào được quyền làm điều đó. Người dân đã bị đặt ra ngoài sự phát triển của đất nước. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ phát biểu nhậm chức sau lễ tuyên thệ. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15. Thực chất, ông Vương Đình Huệ được chức vụ này là cả quá trình đấu đá lâu dài và ông đã thắng những đối thủ khác bằng những chiêu thức trong bóng tối, chứ chẳng có ai trong Quốc hội này mà tín nhiệm bầu ông ta cả. Cho dù người ta có gạch tên ông khỏi phiếu bầu thì ông cũng là Chủ tịch Quốc hội. Nắm chức Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ nỗ lực hết sức mình cùng Quốc hội giả tạo, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các ông bà nghị gật thông qua các chỉ thị của Đảng được đưa ra Quốc hội để luật hóa. Diễn ra cho có vẻ dân chủ thì ăn điểm để hết nhiệm kỳ, ông Vương Đình Huệ sẽ được giới thiệu vào vị trí cao hơn. Và câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu diễn viên nữa? Sau màn kịch dành cho các diễn viên Vương Đình Huệ thì đến lượt các diễn viên khác ra dần tiếp tục. Hầu hết là các chức vụ này đã được bầu, ai cũng biết ai giữ chức gì và tỷ lệ trúng cử cứ như thế nào, mọi người cũng đều biết. Vở kịch mà mới lạ thì người xem có hứng thú, nhưng vở kịch cũ nó vốn là vở kịch vụn mà Đảng Cộng sản Việt Nam diễn lại thì người dân nào chẳng ai muốn xem nữa. Tiếp theo sẽ là màn diễn của 500 diễn viên đại biểu diễn vở kịch bầu 4 phó chủ tịch Quốc hội, 12 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp theo là vở kịch xem xét chức danh sách đề cử vào các vị trí như Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, v.v. Diễn viên chính Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bằng cấp cho nghề diễn bao gồm bằng giáo sư, tiến sĩ kinh tế, cao cấp chính trị, danh hiệu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, không khác gì người đạo diễn vở kịch này. Đạo diễn sân khấu này có tên là Nguyễn Phú Trọng, sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1944, là quê ở Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay, đạo diễn này nắm rất nhiều chức vụ. Chức lớn nhất đóng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp theo là chức Bí thư Quân ủy Trung ương, từng là Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 và một trong những thành phần thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tại sân khấu Quốc hội, đạo diễn lên diễn đàn thì diễn viên không được ngắt lời. Chỉ khi nào đạo diễn nhường sân khấu thì các diễn viên mới lần lượt lên diễn tiếp. Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, một vở kịch nhàm chán nhưng người dân buộc phải xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Chuyện quái đản, ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên sân khấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.